tam giác vàng. Ở Thái Lan, Myanmar và khu vực bất quản thứ ba của Lào. Đây là vương quốc của ma túy và tội phạm. Ở đây ma túy là vua, thống trị một phương, sở hữu lực lượng vũ trang không thua kém quân đội chính quy. Ông chủ lớn là người đáng sợ nhất trong số họ, chính là Phạm Thiên Dương. Mỹ nhân tộc ăn người. Đứng lại. Đừng chạy. Mau. Y Bố Lạp chủ trì buổi lễ. Đứng lại. Tôi tuyên bố buổi lễ bắt đầu. Tuân mệnh. Thiên Dương, mau. Tránh ra. Hắn ta trước đây là lính đặc chủng, đã từng ở Amazon. Để cho hắn ta chạy vào rừng diệt đới thì có khác gì tháo hủ gì rừng. Điều thêm người cho ta, dù có phải lực tung tam giác vàng cũng phải bắt được tiểu tử đó về đây cho ta. Rõ Thiên Dương.
các người là ai? Là quái vật sao? Đừng ăn tôi, đừng ăn tôi. Lẽ nào tôi vừa qua rồi sao? Các người là ai? Có nghe hiểu tôi đang nói gì không? Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Thôi xong. Thịt tôi không ngon đâu, hiểu không? Người rốt cuộc là ai? Cô biết nói tiếng Trung sao? Nghe hiểu thì tốt quá rồi. Phiền em giúp tôi cởi trói ra có được không? Chật quá. Tại sao ngươi lại tìm thấy bộ lạc chúng ta? Tộc trưởng đại nhân hỏi ngươi đấy, mau nói đi. Tại sao tìm được bộ lạc chúng ta? Bỏ dao xuống trước đã. Tại sao tôi lại đến bộ lạc các người sao? Anh Sâm, hàng mới đây. Anh thử xem đi. Số 4, lão đại. Làm việc với chúng tôi. Một khi chạm vào cái này là phí rồi. Tôi cũng hết cách rồi. Vừa nhận được tin báo nói rằng có một đặc vụ quốc tế cao cấp chống ma túy đã bí mật ở bên cạnh tôi mấy năm qua. Anh nói chuyện này nghe có đáng sợ không? Thông tin đáng tin không? Thông tin nội gián đáng tin tuyệt đối. Cho nên tôi phải sàng lọc toàn diện, ai cũng không được để lọt. Anh chơi cho anh em xem cái này trước. Tôi cũng dễ giải thích cho các anh em. Ngươi không cần diễn nữa. Bí mật này chính là ngươi. Bỏ súng xuống. Ngươi chạy không thoát đâu. Bỏ súng xuống. Đừng bắn. Chính là như vậy đó. Tôi từ trên trời rơi xuống. Cái gì nói tôi cũng đã nói hết rồi. Có thể thả tôi ra trước được không? Tôi bị người ta truy sát suốt 34 tiếng đồng hồ. Tôi bây giờ mệt mỏi lắm rồi. Tăng gia, em có biết Phạm Thiên Dương này là người như nào không? Tôi đã từng nghe đến tên hắn ta. Là một tên trùm ma túy khét tiếng ở khu vực Tam Giác Vàng. Nhưng tôi nghe theo mệnh lệnh của em, vì để ẩn mật nên luôn chỉ giao tiếp với cư dân vùng gần đó. Ma túy, đó là loại thuốc lá mà hại người ta đấy à? Hình như độc dược hắn ta làm còn độc hơn thuốc lá gấp trăm lần. Nói như vậy, anh ta là một người tốt. Cái này không dám chắc đâu. Các người thương lượng xong chưa? Tôi nói rồi, người tam cấp. Mau thả tôi ra đi, câm mồm. Tổng trưởng đại nhân còn chưa ra lệnh, đến lượt ngươi sắp xếp xong. Người này đã phá hủy buổi lễ một năm một lần của chúng ta. Cô như đã phạm trọng tội, không sai. Nếu thần linh nổi giận, trừng phạt toàn bộ bộ lạc chúng ta thì sao đây? Vậy thì sao mà được chứ? Xin tổng trưởng đại nhân hạ lệnh, hiến tế hắn cho thần linh để chuộc tội. Xin tổng trưởng đại nhân hạ lệnh. Xin tổng trưởng đại nhân hạ lệnh. Người anh em, có gì từ từ nói.
Tại sao đột nhiên hiến tế người thế? Tại sao các người lại giết tôi? Các vị thần của các người đã đồng ý chưa? Bớt phí lời. Có gì từ từ nói, từ từ nói. Đừng động thủ, đừng động thủ. Tiên sinh có thể triệu hồi bảy giám sắc, nhất định không phải người phàm, không sai. Người này không thể giết. Xin tiên sinh tha tội. Xin tiên sinh gửi lời này tới các vị thần tha lỗi cho chúng tôi. Ta thực sự có chút quen biết với thần linh của các ngươi, cho nên mọi người đều là bằng hữu. Vậy nên ta đi đây. Tiên sinh, xin dừng bước. Còn có chuyện gì? Tổ tiên của bộ tộc Ma Nhĩ Ba chúng tôi đã để lại một lời tiên tri. Nhà thông thái phương Bắc, thân lực phi phàm, triệu hồi bảy sắc, phong làm gia quyến. Mọi người nghĩ mà xem, vị tiên sinh này từ phương Bắc đến, có thể triệu hồi bảy sắc, còn có thần lực phi phàm. Tất cả dấu hiệu này không phải điều ứng nghiệm hay sao? Đúng đó, đúng đó, đúng đó. Đúng đấy, không sai, điều linh nghiệm rồi. Mọi người trật tự, có thể nào nói cho tôi rốt cuộc là chuyện gì hay không? Mọi người xem, quẻ bối đã hiển linh. Tiên sinh tương lai sẽ vì bộ lạc Ma Nhĩ Ba của chúng ta mang đến điềm lành. Câu nói cuối cùng của dự báo cũng trúng rồi. Phong làm gia quyến. Anh ta chính là gia quyến của tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng đại nhân, vì ánh sáng của bộ lạc, xin hãy lấy anh ấy làm chồng, xin con nối dõi. Anh, suốt cuộc anh định làm gì đi xong? Anh vốn dĩ không tin vào thần Phật, tại sao lại tâm thiền làm cái gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Em có biết mọi người thường gọi anh là gì không? Phạm Thiên Dương. Vậy em có biết Đức Phật Tứ Diện được gọi là gì trong Phật giáo không? Đại Phạm Thiên Dương. Pháp lực của Phật Tứ Diện là vô biên. Ông ấy là vị thần của sự giàu sang và vinh quang trên thế gian. Anh bái ông ta chính là bái bản thân mình. Anh, đừng nói những cái này nữa. Em chỉ muốn biết anh làm gì đi xong. Em gái, những bước bậc thang em đang bước lên bây giờ và tất cả những gì em có đều là anh trai em ở Tam Giác Vàng điểm máu trên lưỡi dao bán mạng mới có được. Ta khổ tâm kinh doanh bao nhiêu năm mới chiếm được vùng đất này. Ta không cho phép bất kỳ ai phá hủy nó. Đối với Ly Sâm, em yên tâm. Anh đã phái người lên núi tìm kiếm tứ phía. Dù cô ta có chạy đến tận cùng của trái đất, ta cũng sẽ bắt hắn ta về. Anh, em cầu xin anh có thể tha cho anh ấy được không? Em câm mồm cho ta. Lý do lần này Ly Sâm trốn thoát chính là có người thông đồng báo tin cho cậu ta. Ta cảnh cáo em, nếu chuyện này để ta biết em làm, thì dù em có là em gái ruột của ta, ta cũng không tha thứ cho đâu. Nghe hiểu chứ? Xin tộc trưởng đại nhân hãy lấy ta làm chồng. Vậy phải làm sao? Đúng đó. Tộc trưởng đại nhân, suy cho cùng, anh ta với chúng ta mới gặp nhau lần đầu, lẽ nào chỉ dựa vào lời tiên tri này mà đã quyết định cả cuộc đời mình sao? Nhưng đây là di nguyện của tổ tiên. Tùng Tán dù không cam tâm lắm, nhưng anh ta rất có thể trở thành chồng của tộc trưởng. Vậy tôi phải làm sao? Lẽ nào tôi không còn cơ hội nữa sao? Phục vụ tộc trưởng đại nhân nữa. Đừng qua đi. Tôi bảo cô đừng qua đi. Đứng yên.
Mọi người im lặng, nghe tôi nói. Tôi được sinh ra là vì bộ lạc, tự nhiên sẽ đặt vấn đề của bộ lạc lên hàng đầu. Nếu kết hôn, thành thân với người này, có thể mang lại hòa bình an lạc cho bộ tạc. Vậy y bố lạc tôi nguyện ý chấp nhận sứ mệnh này. Hurra, hurra. Xin lỗi chút, tôi không bán thân. Người đâu? Đưa anh ta đến phòng ngủ của ta, tắm rửa thay quần áo, chọn ngày thành thân. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi... Đừng, đừng, đừng. Không được, tôi tự làm được, tôi tự làm được. Cô có còn là con gái không vậy? Đại ca, nóng, nóng, nóng. Cô nhìn cái gì? Đẹp trai. Tôi bị truy sát cả ngày, thực sự rất mệt. Đợi một chút. Đây là thuốc của bộ lạc chúng tôi. Cảm ơn. Tộc trưởng đại nhân, trong bộ làm ma nhĩ ba chúng tôi, tất cả đều là do phụ nữ làm chủ, bao gồm đánh trận, sinh sản, quân sự và các loại công việc khác, đều là do phụ nữ chủ trì. Vậy đó là xã hội mũ hệ à? Mũ hệ là cái gì? Không có gì, cô tiếp tục đi. Đàn ông tay không đâng được, vai không vác được, chỉ là một số việc lặt vặt, việc nhà hay gì đó thôi. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của họ chính là giúp phụ nữ sinh sản mà thôi. Mà thôi, hiến tinh binh cũng cần rất nhiều sức lực đấy, cô biết không? Không nói với cô cái này nữa, nói cũng không hiểu. Cái thứ vô dụng này, ta nói cho người biết, ta chịu đựng lâu lắm rồi đấy. Các người có biết không, nó dám trước mặt tôi, đã không còn là một trinh nam nữa rồi. Đàn ông mất trinh như một đôi giày rách. Đàn ông chỉ như bộ quần áo, không thích thì thay bộ khác. Tại sao nghe câu này quen thế nhỉ? Y bố lạp, cô có quan tâm không? Tôi thân làm nữ thủ lĩnh, không thể lo tất cả mọi thứ. Ngươi tự nói đi, tại sao ngươi lại mất lần đầu tiên? Tôi... Ta đánh chết ngươi, đôi giày rách này. Ta đánh chết ngươi. Ta đánh. Chị à, lời của chị có quá đáng không? Chị bớt nói vài câu được không? Đừng tức giận, không sao. Đừng chấp cậu ta nhé. Chị, cậu ta không dám nữa đâu. Lần sau không dám nữa. Câm mồm, cái thứ này đến lượt đàn ông các ngươi nói sao? Đúng vậy. Đại lão gia các ngươi biết cái gì? Chả biết cái gì. Ta thấy các ngươi muốn biến thành loại như Tùng Tán, loại đàn ông vô dụng à? Đúng đó. Đủ rồi, phụ nữ các ngươi chỉ là nữ ung thư, bệnh nhân mắc bệnh nan y. Các người đối xem nam nhân phải bồi thường, vậy sau đó hoàn toàn có thể đi tìm nữ nhân khác. Miệng nói không muốn, cơ thể là trung thực, không còn trinh thì làm sao? Đáng xấu hổ à? Nhưng có thể càng có thể phục vụ các người tốt hơn. Không phải sao? Nam nhân không phải là cỗ máy sinh sản của các cô. Họ là những người mà sẽ dành phần đời còn lại với các cô. Tôn trọng thêm một chút, yêu thương thêm một chút, các cô sẽ có một ngày mai tốt đẹp hơn. Có đạo lý, có đạo lý. Còn mấy tên đàn ông các cậu, áp lực ở đâu? Có áp lực phản kháng không? Không, không phải. Vợ tôi, cô ấy không sai. Người sai là tôi. Tôi nhếch nhơ. Tôi... Anh không ngăn tôi sao? Tôi ngăn cậu làm gì? Cậu bệnh à? Mau uống thuốc đi.
Ni Sâm nói không sai. Bộ cách ma nhĩ ba chúng tôi hướng đến một bộ lạc hòa bình và thống nhất. Không thể vì chút chuyện này mà làm ầm lên. Tôi nói các người biết, sau này không được đối xử bạc đãi với đàn ông. Gặp chuyện không dữ ý, đánh chửi một chút là được rồi. Đánh chút thôi. Mau đánh chút đi. Đi mau. Mau, đi về. Được rồi. Các người kéo ta đến đây làm gì? Mau mau mau. Chậm thôi. Ni Sâm, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị rồi. Tôi không phải Liễu Hạ Huệ gì đó. Anh Tùng Tán, cứ để anh ta đắc ý thêm mấy ngày. Để sau khi anh ta đi ngủ, giờ chết của anh ta đến rồi. Đúng đấy, đến lúc đó anh có thể tiếp quản. Nói dớ dẫn gì vậy? Có thể hy sinh tính mạng vì Y Bố Lạp đại nhân, chính là một đại viên đường. Tùng Tán tôi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Nhưng mà ở bộ lạc chúng tôi, sau khi ngủ xong, ngày thứ hai sẽ bị giết chết. Cái gì? Ở bộ lạc chúng tôi, địa vị của tộc trưởng là tối cao. Anh là người đầu tiên của tôi. Phá vỡ sự hoàn hảo cơ thể tôi, theo như quy tắc, anh xứng đáng với một án phạt nặng nề. Nhưng tôi muốn để anh sống thêm một đoạn thời gian nữa. Nhưng nếu anh đã gấp gáp như vậy rồi, vậy thì chúng ta... Tôi không gấp, tôi không gấp, không gấp, không gấp. Tôi không gấp, không gấp. Y Bố Lạc, anh ta không phải đang đường đường chiếm chỗ của chúng ta hay sao? Anh Tùng Tán, chúng ta mau nghĩ cách đi, phải trừ khử gai này đi. Đi Sang Tiên Sinh, tôi hy vọng Quang Minh Chính Đại đấu tay đôi với anh. Bây giờ tôi chính thức khiêu chiến anh. Đánh đi, đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Đánh hay lắm, đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Hay, hay. Các cô xem, Tùng Tán múa đao bao nhiêu năm, chẳng qua chỉ là phế vật thôi sao? Đúng đó, thật sự là nỗi ô nhục của bộ tộc chúng ta. Đúng đấy, thảo nào tộc trưởng đại nhân lại coi thường anh ta. Các người câm miệng hết đi. Tùng Tán không hề vô dụng chút nào đâu. Cậu ấy còn trẻ, lớn lên trong môi trường phụ nữ vượt trội hơn đàn ông. Cậu ấy có thể làm như vậy, thậm chí đã tốt hơn các người rất nhiều rồi. Đi, đi, đi. Về đi, giải tán đi. Đúng là phế vật.
chuẩn bị Ma Khiết Mạng Đà La trồng bằng máu. Hàng của chúng ta rất nhanh sẽ đến thôi. Dân Thiên Dương, đi đi, đi, được. Thiên Dương, tìm được người chưa? Chưa. Một lũ phế vật ở địa bàn của mình mà để người chạy mất. Quay về tìm đi. Tìm không được thì mang đầu về đây gặp ta. Dân. Em đang cầu cái gì đấy? Là đang cầu nguyện cho tiểu tử đó đừng để bị ta bắt sâu. Ta thực sự không hiểu nổi tiểu tử này đã giở trò gì với em mà lấy đi linh hồn của em được như vậy. Thực ra anh ấy vẫn chưa chấp nhận yêu em, cho nên không tồn tại sự lợi dụng ở đây. Em yên tâm đi, cả đời này của cậu ta sẽ không chấp nhận em đâu. Tại sao? Bởi vì từ thời khắc em được sinh ra, chúng ta với cậu ta đã không chung con đường rồi. Niềm tin của chúng ta rất khác cậu ta. Cậu ta sống chính là kẻ địch của chúng ta. Em ngừng hy vọng đi. Cả đời này em không thể nào ở cùng với cậu ta đâu. Em gái, em nghe nói, quên tiểu tử này đi. Tương lai anh sẽ tìm cho em một người tốt. Không cần. Trong lòng em, anh ấy là tốt nhất. Tháp tháp sao? Anh nói cái này. Cái này chính là thánh vật của bộ lạc chúng tôi. Từ khi hình thành, nó đã là niềm tin của chúng tôi. Vì nó hiện giờ ở đâu? Thánh vật từ cổ đại đã được bảo vệ bởi các tộc trưởng, cho nên nó ở đâu chỉ có mình tôi biết. Không biết tôi có vinh dự có thể tận mắt nhìn thấy thánh vật này không? Không. Rất tốt. Thẳng thắn như mọi khi. Tại sao? Bởi vì thánh vật là vật linh thiêng phi thường. Ngay cả tôi là nữ tộc trưởng cũng không thể thiên vị. Trừ phi anh thành gia quyến của tôi mới có thể nhìn thấy nó. Đi đi đi. Đi đi đi. Sao hả? Tôi là người đầu tiên đã bỏ biết bao công sức để theo đuổi em đấy. Em mãn nguyện không? Hát rất hay. Nhưng tại sao anh lại ca ngợi dứa đen? Chúng tôi ở đây chỉ có dứa vàng thôi. Trước giờ chưa từng nghe có màu đen đấy. Nếu anh không có chuyện gì, tôi muốn triệu tập họ để luyện võ. Không phải chứ? Là lỗ đắc nhân tâm từ thời cổ đại à? Xem ra tất cả câu chuyện đều là giả dối. Ta chỉ có thể làm điều ngược lại mà thôi. Tang gia. Tang gia. Tang gia. Có thể nói chuyện với cô vài câu được không? Nghe nói cô là nữ quan thân cận nhất của Y Bố Lạp. Vậy nên chắc là cô rất hiểu cô ấy. Tôi từ bé đã lớn lên cùng Y Bố Lạp, cùng ở bên tộc trưởng tiền nhiệm.
cùng nhau được nuôi dưỡng như dương tử. Tôi nghĩ không có chuyện gì của cô ấy mà tôi không biết đâu. Hóa ra cũng là một ứng cử viên cho chức tộc trưởng à? Vậy sau đó tại sao lại chọn Y Bố Lạp? Tộc trưởng tiền nhiệm nói Y Bố Lạp tâm liên với Bố Lạc, mọi chuyện đều lấy Bố Lạc làm trọng. Vậy cô không tiếc sao? Cái này, đúng rồi, anh hỏi tôi cả nửa ngày về Y Bố Lạp, rốt cuộc anh muốn biết gì? Chính là cô có biết cô ấy thích gì không, hay là tâm nguyện là gì không? Tôi nghĩ ra rồi. Khi còn nhỏ, khi đọc sách cũ cùng Y Bố Lạp, cô ấy luôn muốn tận mắt nhìn thấy tuyết. Chúng tôi ở đây quanh năm nắng nóng, mọi người đều chưa từng nhìn thấy tuyết. Nếu cô đi ra ngoài mua đồ, có thể giúp tôi mua một chút đồ gì đây được không? Nhưng có thể hơi khó tìm đấy. Cảm ơn nhé. Lão đại, lão đại, không hay rồi. Lão đại, phát bệnh dịch rồi, mau quay về đi. Y Bố Lạp, cậu ta sao rồi? Vừa cho uống thuốc vẫn chưa rõ bệnh gì. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Không hay rồi, bệnh dịch lây nhiễm rất nhanh. Cô mau lập tức rời khỏi nơi đây đi. Không, tôi sẽ không đi đâu. Không được, tôi có thể đã bị lây nhiễm rồi. Cô nhất định phải cách tôi ra xa một chút. Bây giờ tôi cũng đã bị nhiễm rồi, anh không cần đuổi tôi nữa. Y Bố Lạp, cùng lắm là chết thôi, chết cũng tốt mà. Thiên Dương, người đó đến rồi. Các người mau đi đi, không có mệnh lệnh của ta, không được ai vào đây. Rõ.
Đây chính là thánh vật của các cô à? Không được chạm vào. Thánh vật trước môn manh. Anh chạm vào không chừng sẽ làm hỏng đấy. Vậy bình thường cô làm gì để bảo vệ nó? Nói ra cũng kỳ, tôi bình thường cũng chả chăm sóc gì nó. Thực ra tôi đã từng thử di chuyển nó đi, nhưng có vẻ ở đây mới là nơi thích hợp nhất để nó sinh trưởng. Hóa ra là như vậy sao? Chúng ta đi thôi. Cô thể thả tôi. Anh đi đi. Cái gì? Cô thả tôi đi. Anh muốn đi. Chuyện này giấu không được. Giống dĩ tôi muốn từ từ thuyết phục mọi người thay đổi phong tục này, nhưng thời gian không kịp nữa. Tôi không thể trừng mắt nhìn anh chết đi. Anh mau đi đi. Y bố lạp, mặc dù tôi sẽ rời đi một thời gian, nhưng cô tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ quay lại. Vì cô, tôi nhất định sẽ quay lại. Tôi tin anh. Tôi biết anh nhất định sẽ quay lại. Đi xong, trước khi trời sáng, tôi đi đánh lạc hướng lính gác. Anh mau đi đi. Vậy tôi đi rồi. Cô giải thích với tộc nhân như thế nào? Hôm nay tôi gọi mọi người đến là muốn nói với mọi người một chuyện. Đi xong. Anh ta đã đi rồi. Đi xong. Anh ta. Tại sao lại đi? Không thể nào. Đã ngủ với anh ta chưa? Tại sao lại rời khỏi? Lẽ nào anh ta không dám hiến dân cho tộc trưởng đại dân sao? Không phải như vậy. Thực ra anh ấy tộc trưởng đại dân. Tôi có chuyện cấp báo. Tôi phát hiện ra một âm mưu lớn. Không biết anh Đi Xăm giờ ra sao nhỉ? Lo cái gì? Có Đi Xăm đại ca ở đây, nhất định sẽ có được trong tay lũ tộc trưởng đó. Đúng, sẽ nhanh lấy được thánh vật thôi. Như vậy là có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi. Tôi sợ họ phát hiện, tôi chỉ nghe được vậy thôi. Đi Xăm đó là người của Phạm Thiên Dương. Không thể nào. Sẽ không đâu. Đi xăm đó không phải đã biết vị trí của thánh vật rồi chứ? Cô mau dẫn mọi người đi xem. Có khi Đi Xăm đã động thủ rồi cũng nên. Đúng đó, đúng đó. Y bố lạp. Y bố lạp. Được. Đi. Đi xong. Anh qua đây. Y bố lạp. Anh nói anh bị người ta truy sát rồi lạc vào bộ lạc. Tất cả chỉ là diễn kịch trước mặt tôi thôi, có phải không? Là ai đối với cô? Bây giờ tôi hỏi anh, anh phải trả lời tôi đúng hay không? Đúng. Ma khiết Mạng Đà La đang nằm trong bộ lạc nguyên thủy này. Tôi muốn liên thủ với cậu diễn một vở kịch. Tôi có thể đưa cậu thuận lợi gửi đến bộ lạc này. Chỉ cần có được đồ trong tay, tôi đảm bảo cho cậu cả đời vinh hoa phú quý vô tận. Vậy anh tiếp cận tôi chính là vì chờ cơ hội đoạt thánh vật, có đúng không? Không. Không hẳn. Không hẳn. Anh còn định giả vờ bao lâu nữa? Anh đã bao giờ chân thành với tôi chưa? Y bố lạp, từ khi vừa bắt đầu, tôi thực sự là vì thánh vật. Nhưng con người luôn thay đổi. Tôi thực sự yêu cô, cũng yêu bộ lạc này. Chuyện của Phạm Thiên Dương, tôi không thể đối rõ với cô. Tôi bây giờ phải lập tức rời khỏi. Nhưng cô tin tôi, tôi nhất định sẽ quay lại. Tôi. Ai biết người có nói dối không? Bảo chúng ta làm sao tin ngươi đây? Tùng Tán, cậu ở bên tôi lâu như vậy, tôi là người như thế nào? Cậu còn không rõ sao? Y bố lạp,
Lẽ nào cô định đưa chúng tôi, cả bộ lạc này vào chỗ chết sao? Tất cả rơi vào tay người đàn ông này. Tộc trưởng đại nhân, giết hắn ta đi. Xé xác hắn thành từng mảnh hiến tế thánh vật. Giết anh ta, giết anh ta. Các người im lặng một chút. Các người im lặng đi. Các người trật tự đi. Đừng ép tôi. Y bố làm. Cô tin anh ta là ích kỷ và không tư bất phân. Làm sao có thể xứng đáng làm tộc trưởng của bộ lạc Ma Nhĩ Ba của chúng ta? Tàn gia nói rất đúng. Tộc trưởng sao có thể vì tình mà hồ đồ được? Chúng tôi không cần tộc trưởng đại nhân như vậy. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Giết hắn. Giết hắn đi. 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 Anh đi đi. Vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại. Đi bố làm. Đi. Anh sẽ quay lại. Mau đuổi theo. Không cần đuổi nữa. Mau lên. Lão đại, tình hình có biến. Xin chỉ thị. Thiên Dương, ca niệm có biến. Lão đại, tình hình có biến. Xin chỉ thị. Anh, tìm em có việc gì? Có chuyện này anh muốn nhờ em. Em mang theo người, đi đến bộ lạc Ma Nhĩ Ba, nghĩ cách cứu Ni Sâm ra khỏi đó. Ni Sâm? Bộ lạc Ma Nhĩ Ba? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau, mau lên. Mau lên. Các người làm gì vậy? Ra đi, ra đi. Mau, không được phép khóc. Mau lên. Các người không được cử động. Mau lên. Qua đó làm gì? Không được cử động, đứng yên. Mau lên, đứng yên. Các người là ai? Cô chính là nữ tộc trưởng sao? Ni Sâm vì hoàn thành nhiệm vụ, thực sự đã đủ oan ức cho bản thân rồi. Lẽ nào anh ấy chưa nói cho cô biết tôi là ai sao? Đúng đó, quên chưa giới thiệu. Tôi là em gái của Phạm Thiên Dương, cũng là hôn thê của Ni Sâm. Người của Phạm Thiên Dương là Ni Sâm bán đứng chúng ta. Nhất định là anh ta dẫn Phạm Thiên Dương đến. Các người đến vì thánh vật sao? Nhiệm vụ của Ni Sâm thất bại rồi. Tôi chỉ còn cách thay anh ấy xuất mã. Mau đưa ma khiết mạng Đà La ra đi. Tôi sẽ không đưa thánh vật cho cô đâu. Đó chính là tinh thần của chúng tôi, là minh chứng duy nhất về sự tồn tại của người Ma Nhĩ Ba chúng tôi trên thế giới này. Tôi không giao. Giết hết bọn họ đi. Không hay rồi. Tiếng súng phát ra từ bộ lạc. Ngươi, ngươi đừng giết người nữa. Muốn giết thì giết ta đi. Tôi sẽ không bán đứng bộ lạc của mình đâu. Giết ngươi, ngươi không xứng. Tôi muốn xem khuôn mặt của cô lúc tôi giết tất cả mọi người. Đừng. Cô đừng giết Tùng Tán. Tôi xin cô. Y bố lạc đại nhân, có thể hy sinh vì cô, đó là vinh dự của Tùng Tán. Ba, đừng, đừng, đừng. Hai, đừng. Một, đừng, dừng tay. Tôi đưa thánh vật cho cô. Tha cho bộ lạc tôi đi. Từ nay mọi người nước sông không phạm nước giếng. Cầm qua đi. Đứng yên. Tàn gia, sao cô có thể cầm thánh vật qua đây chứ? Thứ chết tiệt vô dụng này sao có thể so với tính mạng của mọi người? Rốt cuộc quan trọng cỡ nào? Đây không phải vật chết, đây là linh hồn của chúng ta. Người của Ma Nhĩ Ba không bao giờ cúi đầu.
Bọn họ có thể phá hủy thân xác của chúng ta, nhưng chúng ta vĩnh viễn không được cúi đầu. Bởi vì đây là niềm tự hào của người Ma Nhĩ Ba chúng ta. Cô bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi. Nếu không phải cô tư tình đi xong, chúng ta sao có thể ra nông nỗi này cơ chứ. Tổng trưởng đại dương, Tổng trưởng đại dương, mau, ai cũng không được lấy thánh vật, giết hết bọn chúng cho ta. Dừng tay, thứ cô cần ở đây. Đi xong. Đi xong, anh quay lại rồi. Nhưng anh không phải người của Phạm Thiên Dương sao? Đừng khóc, tôi quay lại rồi đây. Đi xong, rốt cuộc anh là người như thế nào? Đi xong, qua đây. Tháp tháp xa, tha cho bọn họ đi. Ma khiết mạng đà la, cô có thể cầm đi rồi. Không phải tôi vừa phá hủy sao? Tại sao anh vẫn có? Cô phá hủy là qua mạng đà la. Hạt tôi sớm đã lấy đi rồi. Thật ra Phạm Thiên Dương sớm đã biết thân phận của tôi, đúng không? Thân phận thực sự là gì? Thiên Dương, tôi thực sự không hiểu. Kể từ khi chúng ta phát hiện ra Ni Sâm đó là mật vụ, tại sao anh không trực tiếp trừ khử anh ta? Ta vốn nghĩ cuối cùng sẽ lợi dụng cậu ta một lần nữa, đợi cậu ta lấy được đồ trời mới trừ khử. Thật không ngờ tiểu tử này lại liều mình như vậy. Không sao, đợi Tháp Tháp Xa lấy được đồ gì, ta sẽ từ từ chào hỏi cậu ta. Là anh tôi sắp xếp anh giả giờ bị lạc vào bộ lạc sau. Nhiều năm như vậy, khi cô hoảng loạn đều không dám nhìn tôi. Nếu tôi đoán không sai, Phạm Thiên Dương muốn lợi dụng tôi một lần nữa, đúng chứ? Anh ấy không lừa tôi, anh ấy đồng ý với tôi rồi. Chỉ cần anh lấy được thánh vật, anh ấy sẽ tha anh. Đi xong, chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay đi. Cô thực sự tin là anh cô sẽ tha cho tôi sao? Anh ấy đồng ý với tôi rồi. Đi xong, chúng ta cùng nhau đi đi. Thánh vật có thể đưa cho cô, nhưng người không thể đi cùng cô được. Không được giết người. Được, tôi đi cùng cô, nhưng cô phải đồng ý với tôi lập tức rút quân, không được làm phiền bộ lạc nữa. Được. Y bố lạc, tôi thực sự hổ thẹn với bộ lạc. Tôi phải đi cùng bọn họ đi. Tùng Tán, giao cô ấy cho cậu đó. Đi xong. Đi xong. Đi xong. Đi xong. Y bố lạc, đi xong. Đi xong. Xương của lực lượng đặc biệt cứng thật, ngươi không cần dùng lực đánh, cậu ta sẽ không phục ngươi đâu. Đánh cho ta. Dừng tay. Đừng đánh nữa. Anh đồng ý với em rồi mà. Chỉ cần em lấy được Ma Khiết Mạng Đà La, anh sẽ thả anh ấy mà.
Nhưng những gì anh nói là hoa và lá hoàn chỉnh. Em lại lấy về cái hạt giống. Hạt giống mạng đà la có một đường không? Thì còn chưa chắc. Hứa hẹn đương nhiên giá thấp hơn nhiều. Anh, rốt cuộc anh muốn gì? Anh còn đánh nữa anh ấy sẽ chết ngay đó. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho cậu ấy chết dễ vậy đâu. Thế là quá rẻ rồi. Đánh cho ta. Vậy thì đánh cả em đi. Anh, nếu trong lòng của anh vẫn còn một chút đứa em gái này, em cầu xin anh hãy để em và anh ấy đi đi. Em cầu xin anh. Chính vì em là em gái ta, càng không được để cậu ta đi. Em nghĩ rằng cậu ta thực sự yêu em sao? Mà muốn dẫn cậu ta đi? Em đang nằm mơ rồi. Cậu ta đang lợi dụng em thôi. Chỉ có nữ tộc trưởng của Ma Nhĩ Ba đó mới là người trong lòng cậu ta. Không thể nào. Đi xăm chẳng qua chỉ là bị cám dỗ nhất thời. Đi xăm, đúng không? Anh chỉ nhất thời yêu cô ta thôi đúng không? Anh nói với anh em đi. Anh chỉ nhất thời yêu cô ta thôi đúng không? Anh chỉ yêu cô ta nhất thời thôi. Đúng hay không? Anh nói cho em biết đi. Anh nói đi. Em im miệng đi. Em nghe rõ đi. Nếu từ miệng của em còn nghe em nhắc đến cậu ta một lần nữa, anh sẽ giết hắn ta cho chó ăn. Đi cho anh. Đi đi. Anh à. Ebola, nhìn thấy chưa? Tất cả đây đều là vì cô Tư Tình đó mới khiến chúng ta ra nông nỗi này. Nếu lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn như vậy. Nếu không phải đi xăm quay lại đúng lúc, chúng ta hôm nay không còn sống mà đứng đây đâu. Còn bọn họ thì sao? Nếu cô đi lấy thánh vật sớm một chút, bọn họ sẽ không chết. Tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng đại nhân, người đàn ông của tôi chết thảm quá. Tại sao cô không bằng lòng lấy thánh vật ra để cứu bọn họ? Cô trả người đàn ông ấy cho tôi đi. Họ đã chết để bảo vệ thánh vật, là anh hùng của bộ lạc Ba Nhĩ Ba chúng ta. Tôi sẽ mai táng họ. Y Bố Lạc, chúng tôi không tin cô nữa. Cô bây giờ làm cái gì cũng không xứng đáng làm một tộc trưởng. Các người nếu không muốn chết như này một lần nữa thì hãy cùng tôi bãi nhiệm cô ấy. Tàn Gia nói đúng, thân là một tộc trưởng không thể làm phá đoạn, chỉ mang đến cho chúng ta vô số tai họa mà thôi. Chúng tôi không muốn chết. Chúng tôi không muốn chết. Chúng tôi không muốn chết. Không muốn chết. Nghe rõ chưa? Tộc nhân của cô đã không tin cô nữa. Cô còn không tự mình từ chức đi. Đúng vô ư? Các người quên rồi sao? Đi bố lập đại dân đã ban phước và bảo vệ chúng ta như thế nào? Tùng Tán, ngươi vì một người tội phạm như này mà đối địch với chúng ta sao? Tôi, Tùng Tán, đủ rồi. Không cần nói nữa. Được. Tôi tuyên bố, từ nay về sau, tôi không còn là tộc trưởng.
Số cuộc anh ở đâu? Nisa mắc bẫy rồi. Thiên Dương mệnh lệnh cho các người về nhà máy thuốc ngay. Được, chúng ta đi. Ly Song, Ly Song, mau tỉnh dậy đi. Y bố làm sao cô lại ở đây? Không có thời gian, chúng ta mau rời khỏi đây. Anh không sao chứ? Không sao, chúng ta đi. Anh có chắc muốn đi cùng người phụ nữ này sao? Đúng. Muốn đi có thể, nhưng tôi phải quyết đấu cùng cô ta. Thắng được tôi rồi nói. Không có mệnh lệnh của tôi, ai cũng không được phép can thiệp. Rõ, rõ. Cô thua rồi. Nếu cô giết cô ấy thì giết tôi trước đi. Anh yêu cô ta đến vậy sao? Đúng. Vậy được, tôi thành toàn cho các người. Các người đi đi, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Chúng tôi đi rồi. Vậy cô thì sao? Còn không đi, tôi e là tôi sẽ đổi ý đó. Đi. Thấp thấp sao? Đi sao? Nếu như không phải trùm ma túy, anh cũng sẽ không gặp cô ta. Anh sẽ yêu tôi đúng không?
thấp thấp sao? Đi bố Lạp, đi xong. Hai người vẫn còn mặt mũi về đây sao? Hai người đã bị trục xuất khỏi bộ lạc. Người nên bị trục xuất là cô mới đúng. Cô nói cái gì? Cái này, em gái của Phạm Thiên Dương trước khi chết đã đưa cho chúng tôi. Cô đi qua đó, cô giải thích sau đi. Còn nữa, có một chiếc ly trong nhà máy sản xuất ma túy với cái mà cô mang về lần trước là cùng một cái, cho nên có thể chứng minh cô sớm đã quen biết Phạm Thiên Dương. Quá ra Tang Gia mới là kẻ phản bội. Cô ta cấu kết với Phạm Thiên Dương. Y muốn Lập đại nhân, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi đã hiểu lầm, vu khống cho cô, tội bất dung thứ. Xin cô hãy trở lại vị trí tộc trưởng. Mọi người đều vì tộc trưởng Dương Tử. Tôi chả thua kém cô bất cứ thứ gì. Dựa cho cái gì mà cuối cùng cô lên ngôi chứ? Chỉ là vì cái được gọi là tâm liên bộ lạc à? Tôi sớm đã quen biết Phạm Thiên Dương. Anh ta muốn thánh vật, tôi muốn làm tộc trưởng. Mọi người giao dịch công bằng thì có gì sai đâu. Tôi chỉ là không ngờ anh ta lại phái đi xăm đến. Nếu Phạm Thiên Dương lấy được thánh vật, tôi với anh ta còn có giá trị lợi dụng sao? Tôi chỉ còn có thể mặc gì cầu xin anh ta. Tang Gia, cô quá coi trọng quyền lực rồi. Như thế không thể làm lãnh đạo bộ lạc Ma Nhĩ Ba được đâu. Nếu các người vẫn cho tôi làm tộc trưởng đại nhân, tôi tuyên bố bắt Tang Gia. Không có mệnh lệnh của tôi, tuyệt đối không được thả Ả ra. Rõ, tộc trưởng đại nhân. Dẫn đi, đi. Tộc trưởng đại nhân, còn anh ta thì sao? Anh ta trước đây đã phản bội chúng ta đó. Các người quên rồi sao? Anh ấy đã cứu mạng chúng ta hơn một lần. Đàn ông của bộ lạc chúng ta biến đổi, cũng đều là Ly Sâm mang đến cho chúng ta. Trùng tán tôi công nhận anh ấy làm tộc nhân của chúng ta. Tôi cũng công nhận anh ấy. Tôi công nhận. Tôi cũng công nhận. Tôi cũng công nhận anh ấy. Tôi công nhận. Tôi công nhận anh ấy. Cảm ơn mọi người đã tha thứ. Nhưng tôi phải nói với mọi người một tin xấu. Phạm Thiên Dương lấy được hạt giống thánh vật, chỗ anh ta không thể nào sống được. Cho nên Ma Nhĩ Ba, nơi phong thủy này, anh ta nhất định sẽ quay lại. Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta mau chạy thoát đi, không đánh lại đâu. Chỉ cần cho anh ta đứt thôi là được rồi. Đi. Có lẽ chúng ta có thể sống lâu hơn một chút, nhưng sau này thì sao? Lẽ nào chúng ta cả đời phải sống trong cơn ác mộng này? Sống thế có nghĩa gì? Mất đi dũng cảm và tự hào, người Ma Nhĩ Ba cũng chỉ là như con rắn dỗ răng, con báo bị thuần quá. Vậy thì không còn là người của Ma Nhĩ Ba nữa rồi. Phạm Thiên Dương, vũ khí của hắn ta có thể tiên tiến hơn chúng ta, nhưng chúng ta có niềm tin bảo vệ quê hương cho đến chết. Phạm Thiên Dương có thể tiêu diệt sinh mạng chúng ta, nhưng dĩ nhiên không thể tiêu diệt được niềm tin của chúng ta. Cầm vũ khí lên, vận mệnh nằm trong tay chúng ta. Chúng ta phải cho Phạm Thiên Dương biết đây là Ma Nhĩ Ba. Hu ra, 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 hu ra. Chạy đến chân trời gốc bể, ta cũng phải xé ngươi thành từng mảnh.
Đếm ngày, Phạm Thiên Dương có lẽ biết chân tướng sự thật rồi. Ngày anh ta phản công không còn xa nữa đâu. Sau khi đánh bại Phạm Thiên Dương, anh có còn ở lại không? Cô tự tin chúng ta có thể đánh bại Phạm Thiên Dương sao? Tôi tin anh. Tôi cũng tin người Ma Nhĩ Ba. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh có ở lại không? Tôi sẽ rời khỏi đây, bởi vì tôi còn có nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Thật tiếc là không có thời gian để đi chơi cùng anh. Tôi còn phải chăm sóc tộc của mình. Y Bố Lạp, cô tin tôi không? Tôi nhất định sẽ quay lại. Tôi biết mà, anh và tôi là thật lòng, ai cũng không nợ ai. Phụ nữ Ma Nhĩ Ba không học nói dối. Cùng cũng đến rồi. Mọi người phải tin vào bản thân, có thể đánh bại bọn họ. Nghe chúng tôi chỉ huy hành động, thành bại là do chúng ta. Hu cha, hu cha, hu cha. Đi. Đi. Địa điểm này, địa thế bí ẩn. Cứ đi thế này dễ trúng mai phục. Ngươi dẫn một đội đi lên trước dò đường. Rõ Thiên Dương, đi theo ta. Đứng lại đó. Nhanh lên. Thank you.
Thiên Dương. Sao? Thiên Dương, người chúng ta bên đó đã gặp mai phục, chết hết rồi. Dám chơi với lão tử sao? Chúng ta chia ra hành động. Mau chia ra hành động đi. Ngươi dẫn một đội qua đó, ngươi còn lại theo ta. Cẩn thận. Đi xong, chúng ta đi trợ giúp Tùng Tán đi. Mau ẩn đất. Xông lên.
Ba năm rồi, cuối cùng cũng đập tan được băng đảng ma túy của Phạm Thiên Dương. Làm rất tốt. Cảm ơn. Nên làm mà. Sao hả? Có phải lần này cùng tôi về tổng bộ không? Lão đại nhớ lắm đó. Muốn điều cậu về rồi. Cô có nghĩ anh ấy sẽ quay lại không?